Sáng nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI 2023. Kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2023 dựa trên việc khảo sát gần 11.000 doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Qua đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xếp hạng 63 tỉnh thành phố về mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh. Kết quả, 5 tỉnh thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng trong đánh giá BCI năm 2023 gồm Quảng Ninh, Long An, Hải Phòng, Bắc Giang, Đồng Tháp. Theo đánh giá của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2023, tỉnh Vĩnh Long có nhiều chuyển biến tích cực trong việc cải thiện các chỉ số thành phần trong đánh giá BCI. Điểm của nhiều chỉ số thành phần cao hơn năm 2022. Đáng chú ý như chỉ số thành phần về gia nhập thị trường, tính minh bạch, về chi phí thời gian, chỉ số thành phần về tính năng động của chính quyền. Năm nay cũng là năm đầu tiên VCCI công bố chỉ số xanh cấp tỉnh, là bộ chỉ số ghi nhận sự chung tay từ phía cộng đồng doanh nghiệp, chính quyền địa phương vào thực hiện chủ trương chính sách quan trọng của Đảng và Chính phủ về giải quyết những thách thức lớn toàn cầu, trong đó có các vấn đề về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Theo đó, tỉnh Vĩnh Long xếp thứ 10 trong tổng số 63 tỉnh thành về chỉ số này. Đáng chú ý là tỉnh Vĩnh Long được xếp thứ 3 về chỉ số thành phần về giảm thiểu ô nhiễm và thiên tai.